Sáng 13 tháng 4, Thùy Liên, vợ diễn viên Hiếu Hiền cho biết, nghệ sĩ Đức Lang qua đời vào 4 giờ sáng tại bệnh viện Nguyễn Trãi ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cô cho biết, được bác sĩ cứu chữa nhưng cha không qua khỏi. Cha chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, trong vòng tay của những người thân. Theo chia sẻ từ gia đình, những năm tháng cuối đời, nghệ sĩ Đức Lang bị tiểu đường và nhiều căn bệnh tuổi già. Sức khỏe ông yếu, phải nhập viện cách đây ít ngày. Hiện, vợ chồng diễn viên Hiếu Hiền đang lo liệu những thủ tục để tổ chức lễ tang cho cha. Anh Hiếu Hiền đang rối bời. Sự ra đi của cha là mất mát lớn của gia đình chúng tôi. Cô nói thêm, lễ tang của nghệ sĩ Đức Lang được tổ chức tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh vào chiều 13 tháng 4. Ngày 15 tháng 4, linh cữu sẽ được tiến hành hỏa táng tại nghĩa trang. Trước đó, vào năm 2015, nghệ sĩ Đức Lang liên tục nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Hiếu Hiền tâm sự, từ khi má Kim Ngọc qua đời, sự mất mát vẫn tồn tại trong tâm trí tôi. Tôi chỉ còn biết ngày đêm cầu nguyện cho cha khỏe mạnh, minh mẫn. Thậm chí, nhiều lúc buồn, tôi đã nghĩ đến mẹ và cầu xin bà có linh thiêng, hãy giúp bệnh tình của cha thuyên giảm. Nghệ sĩ Đức Lang, tên thật là Phạm Hiếu Đức. Ông là đệ tử của danh cầm Nam Vĩnh, thân phụ nhạc sĩ Thái An, từng được ví là danh cầm guitar phím lõm, có ngón đàn chân phương, mùi mẫn, sâu lắng. Nghệ sĩ Đức Lang có hơn 20 năm hoạt động trên các sân khấu cải lương, từng đàn chính cho sân khấu nổi tiếng như Sao Ngàn Phương, Tân Hoa Lan, Kim Trung, Trần Hữu Trang. Ông kết hôn với nghệ sĩ Kim Ngọc và có một người con trai là Hiếu Hiền. Trên Facebook giờ đây, anh chị em nghệ sĩ cũng như khán giả đều thương tiếc gửi đến Hiếu Hiền lời chia buồn. Là một tiền bối thân thiết, NS Gát Phượng xót xa thốt lên, chia buồn cùng em Hiếu Hiền. Ba cũng đi theo mẹ rồi, chị chia buồn cùng em. Năm 2011, nghệ sĩ Kim Ngọc mất vì đột quỵ. Cố nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc được mệnh danh là nữ quái làng hài và cải lương. Với lối diễn duyên dáng và hài hước, cố nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Bên cạnh tài năng, tính cách thẳng thắn của cố nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc cũng khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này kính trọng. Theo lời gia đình, ngay trước khi đột quỵ, nghệ sĩ Kim Ngọc đã lên sân khấu hát một bài vọng cổ một cách say sưa như niềm say mê sân khấu bà luôn thể hiện trước nay. Điều này hẳn đã làm bà hạnh phúc lắm, bởi sinh thời, dường như cứ bước vào bất kỳ một không gian sân khấu nào là bà cũng đều hưng phấn, sung sướng lắm. Sau năm 1975, khi sân khấu cải lương ngày càng vất vả để tìm hướng phát triển thì cũng là giai đoạn bà từ 39 đến 40kg tăng lên hơn 60kg với chiều cao rất khiêm tốn. Không buồn vì sự thay đổi đột ngột về vóc dáng, bà đến với sân khấu kịch và nổi lên với vai cô Tư Xả Láng trong loạt tiểu phẩm của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đóng cặp với diễn viên Hải Quốc Hòa. Khi những tụ điểm hài ở thành phố mọc lên ngày càng nhiều, Kim Ngọc lập nhóm với Tấn Beo và là nhóm hài được khán giả yêu thích. Khi Tấn Beo tách ra diễn với Tấn Bo, bà cùng người con trai út của mình lập nhóm hài Kim Ngọc, Hiếu Hiền, chuyên làm tiểu phẩm hài phục vụ tầng lớp bình dân.